Lâu lắm rồi em không có làm những cái cuộc mà phát minh khảo sát, và bây giờ sẽ thêm rất là nhiều phát minh khảo sát giữa BD và bánh bèo. Có nhiều người nói BD hư thối hơn. Bây giờ BD bánh bèo ai hư thối hơn? Chắc chắn một điều là BD phải ngoan hơn rồi, tại vì mình thấy 1.000 năm nay chỉ có bánh bèo đi chơi với trai về có thai ngoài ý muốn, chứ chưa có con BD nào có thai ngoài ý muốn hết, đúng không? Rồi nói BD màu mè qua lá hẹ. Màu mè qua lá hẹ đâu? Tới cái chuyện trọng đại nhất cuộc đời mình, thích ai cưới, thích ai dắt về nhà luôn, khỏi cưới, nhanh gọn lẹ vậy đó mà dám nói BD màu mè qua lá hẹ. Trong khi quen với bánh bèo phải làm đám cưới, đi mượn nợ, mượn tiền góp được cả 100 triệu làm đám cưới. Đó, một cái thứ hai nữa. Cái thứ ba nữa, nói BD phạm pháp, BD phạm luật. Phạm đâu? BD tự cưới, tự chia tay, tự ly dị luôn, không cần ra tòa. Trong khi bánh bèo với lại trai thẳng phải dắt nhau ra tòa rồi chia đôi, chia tài sản, chia đôi tùm lum chứ. BD chỉ lên Facebook nói xấu nhau chút xíu là xong, thấy chưa? Nó, rồi BD hung dữ. Hung dữ đâu? Trai thẳng với bánh bèo với trai thẳng gây lộn, chia tay với nhau. Bắt ghen, đánh ghen, tạt axit. Trong khi hai cô BD chia tay với nhau rất nhẹ nhàng, duyên dáng và thùy mị. Thôi giờ gồng không nổi nữa, tôi với bà kết nghĩa chị em đi. Đó, bung nẹp kết nghĩa chị em, dễ thương vậy đó mà dám nói. Còn nói BD đi chơi, ăn chơi chát tán, có đâu. Cứ buồn buồn người ta lên lô đi gì đó. Cái model mới bây giờ đó, tìm bạn rủ nhau đi coi phim, rồi sẵn đó dụ vợ người ta về làm chồng mình luôn. Vì nó đơn giản vậy mà nó BD phức tạp đồ. Nói thêm, nói bớt cho chị em tôi không à. Đặc biệt một điều nữa nè, con ơi cưới vợ đi nghe, đừng chơi BD kỳ cục dễ sợ chứ. Cưới vợ đó là đi chơi với bánh bèo, đi ăn với bánh bèo, tiền bao nhiêu con gì trả hết. Còn đặc biệt một điều, đi chơi với BD tiền nhiêu chia đôi. Vậy đó mà cứ kêu con ơi cưới vợ đi, cưới vợ không có lời đâu, cưới BD mới lời. Con nhiêu đó mà cũng á hả, không có phát minh ra được. Bây giờ em có một câu hỏi nữa nè, em hỏi cả nhà, BD với bánh bèo ai thông minh hơn? Cả nhà có câu trả lời chưa? Và đáp án sau khi em đã khảo sát 100 người rồi thì BD thông minh hơn. Lý do tại sao? Tại vì từ trước đến giờ chỉ có BD có thể dụ được bánh bèo làm đám cưới, chứ chưa có con bánh bèo nào dụ được BD làm đám cưới hết trơn á. Nhớ chưa mấy má? Và còn rất nhiều phát minh nữa, nhưng điện thoại sắp hết pin rồi, tối nay sẽ quay tiếp.